Xin chào bạn. Hôm nay là ngày đầu tiên trong quá trình học viết chữ của chúng ta. Để đi xa và đi nhanh trong bất kỳ hành trình nào, có một nền tảng vững chắc là điều cần thiết. Như lời Abraham Lincoln từng nói, nếu cho tôi 6 giờ để đốn hạ một cái cây, tôi sẽ dùng 4 giờ đầu tiên để mài rìu. Điều đó cho chúng ta thấy rõ rằng việc chuẩn bị cẩn thận và xây dựng một nền tảng đúng đắn có vai trò quan trọng trong việc đạt được kết quả tốt và hiệu quả cao. Tôi không phải là một người dạy viết chữ chuyên nghiệp, cũng không phải là một thầy giáo lớp 1, nhưng qua quá trình tập viết của mình, tôi muốn giúp các bạn xây dựng một nền tảng vững chắc về kỹ thuật viết chữ, đặc biệt là đối với các bạn học sinh lớp 1, những người mới bắt đầu tập viết. Việc tập luyện cùng với cha mẹ là điều cần thiết. Điều này không chỉ giúp trẻ nắm vững được kỹ thuật viết chữ mà còn tạo dựng mối quan hệ gắn kết giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta nên có thái độ và tư duy như thế nào để việc luyện chữ được thuận lợi? Chúng ta nên coi tập viết là một trò chơi hay một hoạt động giải trí, không nên là gánh nặng, mà là một cơ hội thú vị để cả gia đình cùng nhau tham gia, từ già tới trẻ, thi đua xem ai viết đẹp hơn, nhanh hơn. Đây không chỉ là việc rèn chữ viết, mà còn là dịp để gia đình thắt chặt tình cảm và sự gắn kết. Trong ngày đầu tiên của khóa học, chúng ta sẽ bắt đầu học cách ngồi đúng tư thế, cách đặt vở, cầm bút, cách viết đúng kỹ thuật. Nhưng ngoài ra, chúng ta còn tạo dựng môi trường thích hợp để học viết. Nền tảng không chỉ nằm trong kỹ thuật mà còn nằm trong sự kiên nhẫn, tập trung và sự tương tác của người học. Trước khi tôi bắt đầu nói về kỹ thuật viết chữ, tôi muốn các bạn nhớ điều quan trọng nhất trong ngày hôm nay, đó là từ cánh tay và cánh tay. Đầu tiên, ngồi đúng cách là điều vô cùng quan trọng. Ta nên ngồi hết mặt ghế, hai chân chạm đất, lưng thẳng, để mắt cách mặt giấy từ 25 đến 30cm. Điều này giúp tránh mỏi lưng, mỏi cổ và căng thẳng không cần thiết trên cơ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát và tập trung vào việc viết. Sau đó, đến cách đặt vở đúng vị trí. Việc đặt vở trước mặt và hơi nghiêng so với cạnh bàn khoảng 15 độ giúp tạo góc tốt cho việc viết được thoải mái. Lưu ý, trong thời gian đầu, bạn nên đánh dấu vị trí đặt vở trên bàn để dễ dàng nhớ và duy trì vị trí của vở trong quá trình viết. Bước này giúp loại bỏ sự mất thời gian để tìm kiếm vị trí đặt vở mỗi khi bắt đầu viết. Tiếp theo là cách cầm bút. Việc này cũng đòi hỏi sự chính xác và tinh tế. Cầm bút bằng cách chụm ba ngón tay, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa lại với nhau, ngón trỏ đặt thẳng với ngòi bút. Lực nắm phải vừa đủ, không quá mạnh, cũng không quá nhẹ, để tránh bị mỏi và chai ngón tay. Khoảng cách từ đầu ngòi bút đến chỗ đặt ngón tay nên khoảng 2,5cm để tạo sự thoải mái khi viết. Hơn nữa, việc để ngòi bút nghiêng 45 độ so với mặt giấy giúp cho nét chữ trở nên đẹp và mượt mà hơn. Trong quá trình viết, cách điều khiển tay đóng vai trò cốt lõi của kỹ thuật viết chữ. Để tránh sự mệt mỏi, ta nên tập trung vào việc sử dụng chuyển động và lực của cánh tay để điều khiển nét chữ. Đây là điều quan trọng nhất mà tôi muốn các bạn ghi nhớ trong ngày hôm nay. Trong khi viết, các ngón tay cần giữ cố định, không nên để chúng quá căng cứng.
Điều này giúp cho việc viết trở nên mềm mại và uyển chuyển hơn. Và cuối cùng, để viết nhanh và hiệu quả, việc viết mỗi chữ bằng một nét liên tục là điều bắt buộc. Sau khi hoàn thành một chữ, ta mới nhấc bút lên để bổ sung thêm đầy đủ dấu cho chữ. Điều này giúp tăng tốc độ viết mà không làm mất đi sự rõ ràng và nét đẹp của chữ. Quá trình luyện tập chữ viết bắt đầu với những bước nhỏ nhằm tạo nền tảng vững chắc cho cánh tay và ngón tay. Từng bước một khắc phục những khó khăn ban đầu. Dưới đây là bài tập mang tính chất khởi động, giúp tay quen với những chuyển động chính xác và tạo sự tự tin trước khi bước vào việc viết chữ một cách tốt nhất. Để bắt đầu, bạn chỉ cần sẵn sàng một cây bút chì, bút mực hoặc thậm chí là một chiếc đũa. Không cần phải chuẩn bị quá cầu kỳ, bất kỳ một dụng cụ nào cũng có thể sử dụng. Đừng lo lắng về giấy, một tờ giấy A4 hoặc giấy nháp cũng hoàn toàn phù hợp. Không thì là một quyển vở đã qua sử dụng. Quan trọng nhất là tạo điều kiện để bắt đầu, không cần phải quá hoàn hảo. Trong quá trình luyện tập, bạn nên giữ một tư thế thoải mái, giữ cố định ngón tay và chỉ sử dụng cánh tay để viết. Bạn hãy tập trung vào việc điều khiển chuyển động của cánh tay theo từng nét. Bắt đầu với việc vẽ nét tròn từ phải qua trái, theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Nét tròn đơn giản nhưng yêu cầu sự điều khiển tốt từ cánh tay. Hãy thư thả, tạo ra những đường cong chính xác và đều đặn. Khi hoàn thành, tiếp tục vẽ nét tròn, nhưng lần này theo chiều ngược lại. Đây là một bước quan trọng để làm quen với việc điều khiển chuyển động từ trái sang phải. Tiếp theo, bạn sẽ vẽ hình chữ nhật. Đây là một bước khá thú vị, yêu cầu bạn phải tỉ mỉ và chính xác hơn trong việc điều khiển bút. Hãy nhớ giữ tư thế đúng đắn và không để ngón tay điều khiển việc viết. Cuối cùng, thử sức với nét số 8. Đây sẽ là bước khó khăn nhất, yêu cầu sự linh hoạt và khả năng điều khiển tốt từ cánh tay. Hãy tạo ra những đường cong mượt mà. Kết thúc buổi học là bài tập thực hành giúp bạn kiểm tra sự tiến bộ của mình mỗi ngày. Bạn hãy chép một bài thơ ngắn và cố gắng vận dụng những kiến thức học được vào việc tập viết. Bạn hãy thực hiện chậm để tay làm quen dần dần. Hôm nay, bạn hãy áp dụng những điều sau: cách ngồi đúng tư thế, cách đặt vị trí của vở, cách cầm bút, cách sử dụng cánh tay và cách viết liền nét. Sau đây là bài thơ: chữ đẹp nào phải hoa tay, ta chăm luyện tập hàng ngày đâu quên. Gắng công ra sức trí bền, gian nan rèn luyện mới nên con người. Khi đã hoàn thành xong bài tập này, bạn hãy thưởng thức khoảnh khắc chiến thắng bản thân. Bạn hãy đứng dậy, hít một hơi thật sâu để cho cảm giác tự hào và thư giãn tràn ngập trong cơ thể. Bạn đừng quên, mọi bước đi nhỏ đều góp phần tạo nên một sự hoàn thiện lớn hơn. Chúc mừng bạn đã vượt qua ngày đầu tiên trong hành trình luyện chữ của mình. Ngày thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để viết nét thanh, nét đậm